thì buổi sưu tập sau này lần này mình sử dụng chủ yếu là hai màu đen trắng trên gam màu xanh denim jean. Thì sẽ có một số người thắc mắc là tại sao sưu hè lại dùng trắng đen. Thì thật ra màu trắng đen sẽ là một trong những phong cách sẽ rất là nổi trội cho mùa sắp tới. Và bạn có thể chỉ cần hình dung đơn giản là nếu như một cái thước phim về mùa hè, một bức ảnh về mùa hè trắng đen, nó sẽ kích thích một cái sự tò mò để một cái khám phá về sắc thái mới của mùa hè. Chào chương trình đã giới thiệu mình. Mình là Minh Tú. Hôm nay mình giới thiệu bộ sưu tập mùa xuân năm 2014. Thì các mẫu thiết kế chủ đạo là những mẫu váy xòe và thuộc các bạn trẻ từ khoảng 18 đến 25. Những váy dạo phố có thể dùng tiệc cocktail nhẹ. Xin chào, mình tên là Vũ Hoàng My. Lần này là lần đầu tiên mình được tham dự chương trình thời trang và nhân vật. Thì trong bộ sưu tập lần này á, mình thấy có 3 điểm chính. Là thứ nhất là bộ sưu tập nó mang tính tối giản, và cái thứ hai là bộ sưu tập mang tính ứng dụng cao. Điều thứ ba là đưa vào những cái cách cúp để thể hiện được cái cá tính của người mang. Cắt may, rất là khéo léo của người cắt may, và
sưu tập chủ đạo là hai màu trắng đen, và dùng chất liệu và kết hợp cũng như là lưu thông xuyên. Đối tượng sử dụng của sưu tập này là các bạn trẻ từ 25 năm.